Dịch Covid-19 đang làm nóng lên nỗi lo tiêu thụ nông sản, trong bối cảnh hàng loạt nông sản chủ lực có sản lượng xuất khẩu lớn sắp vào vụ thu hoạch rộ như là vải, xoài hay là nhãn. Quyết không để xảy ra tình trạng phải giải cứu nông sản vùng dịch như những lần trước đây, một số địa phương và các bộ ngành liên quan đã hợp tác và cùng kích hoạt hàng loạt giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong tình hình hiện nay. Tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức, nhiều địa phương đồng loạt nêu ra các khó khăn cũng như kiến nghị đề xuất. Chẳng hạn, tỉnh Sơn La đề xuất hỗ trợ việc tiêu thụ hàng trăm nghìn tấn xoài và nhãn sắp vào mùa thu hoạch. Sơn La đề nghị Bộ Công Thương, Trực tiếp Bộ Công Thương và các bộ ngành của Trung ương hỗ trợ các kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng và các thủ tục thông quan kiểm dịch ở cửa khẩu để rút ngắn thời gian lưu kho lưu hàng và rút ngắn thời gian kiểm dịch. Bên cạnh việc yêu cầu các địa phương phải chủ động hơn so với khi chưa có dịch, thì ngành nông nghiệp đã cam kết sẽ đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành liên quan để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cả ở trong và ngoài nước. Đề nghị Bộ Công Thương là sẽ và Bộ Ngoại giao sẽ có thông tin đến các cái đại sứ quán trong cái tình hình Covid này để nắm thêm cái tình hình quy mô sản xuất và cái quy mô tiêu thụ ở các nước nó có cái điều chỉnh, có chính sách điều chỉnh nữa. Các tỉnh phải xây dựng được cái phương án để cái phương án để chủ động, để trong đó có nhiều kết nối thông tin. Chủ động hơn, một số địa phương đã sớm kích hoạt nhiều phương án mới trong tiêu thụ nông sản. Tiên phong có tỉnh Hải Dương đã đưa quả vải lên 4 sàn thương mại điện tử. Hiện người tiêu dùng cả nước đã có thể đặt mua về tận nhà với giá đã có hỗ trợ phí vận chuyển. Trong ngày đầu tiên, trên 3 tạ quả vải đạt chuẩn xuất khẩu đã được sàn Lazada nhập bán. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa tỉnh Hải Dương và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương từ hơn một tháng trước. Lazada dự kiến sẽ phân phối vải Thanh Hà với hình thức giao hàng nhanh trong vòng 4 giờ đến tay người tiêu dùng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tươi ngon. Giới thiệu quả vải Hải Dương trên sàn thương mại điện tử hiệu ứng là rất nhanh và đưa đầy đủ cập nhật các cái thông tin tới người tiêu dùng. Cái thứ hai là như vậy cung cấp các cái thông tin một cách đầy đủ chính xác nhất đối với người tiêu dùng. Cái việc thứ ba là người tiêu dùng rất là yên tâm được về cái chất lượng. Bên cạnh hình thức tiêu thụ online như trên, thì các hội nghị xúc tiến thương mại, hội nghị khách hàng cũng được khuyến khích trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc giao dịch. Đây cũng là sự tập dượt cho phương thức giao thương hiện đại dự báo sẽ phổ biến trong tương lai.